Quý anh em mà mới tập chơi thì phải biết cái điệu này ha, đó là điệu disco bebop. Sau khi chúng ta đã chuyển những thế tay học âm quen rồi đó thì chúng ta mới tập tới điệu của trưởng si nè. Rồi, điều này dễ lắm, nhưng mà nó có thể điểm hát cho bạn bè mình hát những cái bài hát rất là hay. Về bass gì nằm nè, bass chất một ba dây lên, chập dừng âm thanh lại, bass chất đập vô dừng âm thanh chất nhịp như vậy. Bass giơ chân lên nhịp xuống chất. Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay, nếp sông vui tươi nói chân tôi đến nơi đây. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Người sẽ như đứng trên đường vẫn hoa màu, từ xa thăm bên câu chào nói xuân sao. Phố xa tên thang đón chân tôi đến chung buồn. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Gió trăng hoa niềm vui say sưa, la 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 la, ôi đời đẹp quá, đẹp quá chẳng bao ý thơ. Một tình yêu mến đi lời hát câu ca, để lòng thương nhớ bao ngày vẫn nơi xa. Sống mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Cứ mỗi tối chúng ta lấy đàn ra, chúng ta tập chuyển học âm và đánh từng đoạn nhỏ ráp lại thì thành một bài tích tiểu thành đại. Đó là chương trình Guitar 5 phút. Chúc anh em tập vui vẻ mỗi ngày và thành công. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Bạn nằm nghe sóng vô từng lắm xa, bọt trăng theo từng làn gió đưa, bọt vầng trăng sáng như tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Dòng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình anh với em, hơn cả những vì sao đêm. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Đời chân đơn côi gót mòn đai lộ buông, đêm đêm bóng mờ nhạt nhòa, hồn lắng tâm tư đi vào dĩ vãng. Đường tình không chung lối, mang nuối tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dịu em giấc mộng vừa tròn, tình thắm môi nồng. Đêm dài lù lịch nghẹn ngào trong thương nhớ, vì mai bước theo chồng. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Một bài hát rất là hay, ai cũng có thể tập được, đàn cho người nữ hát được luôn. Giọng nam đô trưởng C, cao 1004, tay C âm đô trưởng, thế tay M, D, M, lê thử, thế tay F, pha thì 3-4, G, son trưởng và mi thứ I, M, thuộc đó là điệu blue và lát chậm. Nhịp 2-4 có nghĩa là chúng ta có hai cái nhịp chân là gì bass, thì bạn giơ chân lên 1-2, nhịp chân xuống 3, bass 3-1-2-3. Từ lâu anh đã mà không dám nói nên lời, nói ra sợ
ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Đi là sẽ đến. Tập liên tục mỗi ngày là chúng ta cũng đánh được thôi. Yêu, giọng nam, AM là thứ gabo ba. Điều mà chúng ta cần tập là điệu disco xuống 6 giây. Lên đã nhẹ lên, dập vào. Giọng thanh lại nè, cái tay nè, đã lên. Xuống, lên, dập, lên. Nhịp 2-4, có lẽ có hai cái nhịp chân xuống nha. Xuống, lên, dập, lên. Chúng ta đập lên nè. Yêu dù là xa, ở nơi đâu anh xin được yêu. Xa dù thật xa, nếu là ta yêu nhau thật sâu. Muôn nghìn trùng không xa cách, đôi mình cùng yêu nhau mãi. Hỡi em, tình yêu anh sẽ chờ em sang vòng tay và thứ tha cho anh ngày ấy. Nơi đây mình ngay, tìm bóng em như chim lạc lối. Ngày chờ đêm khóc mưa trong lòng, cùng sóng to dứt mưa sao chưa dứt. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Tập ngay cái điệu này mà đi đâu chúng ta cũng chơi được. Áp dụng rất rất là nhiều bài. Lần gian dở disco nhịp 2-4 bùm. Đánh bằng tay nè thì nó dễ hơn. Ba chân đặt chân. Cứ như vậy chúng ta cứ vậy. Ba chân đặt chân nhịp 2-4. Ba chân đặt chân. Làm cho nó quen nhịp trước. Sau đó chúng ta có thể làm được nhiều thứ khác hay hơn. Khi mới thương nhau là giống ngay chữ nhau nè. Khi mới thương nhau em hay nắm tay em dặn dò. Cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang, đã thương nhau mình sắc son một lòng. Dẫu khổ thế nào tình mình cũng không phai. Khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng. Xuân sang mình sẽ cưới nhau. Cùng chất đập chất. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy. Từ từ mình tập. Sẵn đây thì Khánh xin nói luôn, cái đàn lá xích thì mình chỉ nên dây thay dây lá xích, dây nylon này, lá xích cô này, guitar string này, đây là dây lá xích ha. Thì cái đầu đàn mọi người thấy không ạ? Đó, đây là cái đàn lá xích. Không nên thay dây sắt vào đây. Đó, chúng ta chỉ nên thay dây nylon thôi. Và bộ dây này rất là hay, bộ dây này là bộ dây AC139 size N nè. Dây nó rung rất là tình cảm luôn. Mọi người thấy không ạ? Và cái dây này đã xài 6 tháng rồi. Nhưng mà nó vẫn còn rất là rung tốt. Mở, cái độ bền của nó khá là cao. AC139 nha. Bộ này thì 150.000. Mua 2 bộ thì 300.000 sẽ được miễn phí vận chuyển. Mua 2 bộ mới được miễn phí vận chuyển nha anh em. Đó, đồng thời thì hai bộ sẽ được tặng kèm cái giáo trình cho anh em để anh em tập đàn chung với guitar 5 phút. Bên cạnh đó tặng cái tay quay cho anh em luôn nha. Đó, bên cạnh đó tặng luôn cái hộp bích này để anh em dán ở đây nè. Khi nào anh em muốn đánh bích thì anh em đánh. Đó. Thì hai bộ lá xích sẽ là 300.000. Dây này rất là hay luôn, rất là bền luôn. Đó, để mình để dành một bộ mình thay, một bộ để dành. Anh em bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận những ưu đãi tiếp theo. Cảm ơn anh em rất nhiều.